người ta thường ta nói rằng là ôi mấy người Việt Cộng khi mới vô Sài Gòn thì nó ngu lắm, nó thấy cái cà phê uống nó coi là cái nồi ngồi trên cái cốc, rồi nó nói tụi nó ngu lắm, nó nói rằng là cái là xe đồng hồ xe cô chạy đầy đường nó không hiểu gì cả, rồi có người nói nó ngu lắm, nó vô nó thấy cái bồn nhà cầu nó tưởng là cái rửa mặt cho nó úp mặt cho nó rửa vân vân, nó nói là ngu, thực sự nó ngu là ngu những chuyện về văn minh kia, còn cái quỷ kế cái xảo thuật cái đầu óc lưu manh gian trá đó không ai bằng Cộng sản Việt Nam, tôi nói lại cái sự lưu manh giả trá mà lừa gạt đó, không ai bằng Cộng sản Việt Nam, cái sự đầu óc gian manh của người Cộng sản đừng khinh thường nó, đừng có nói nó ngu, đừng có nói nó thấy bồn rửa mặt nó tưởng là chỗ uống nước vân vân, đừng có nói nó ngu trong cái chuyện văn minh nhưng mà nó rất quỷ quyệt trong đầu óc gian manh xảo trá, không ai bằng Việt Cộng, tôi rõ không ai bằng Việt Cộng. Người ta thường ta nói rằng là ôi mấy người Việt Cộng khi mới vô Sài Gòn thì nó ngu lắm, nó thấy cái cà phê uống nó coi là cái nồi ngồi trên cái cốc, rồi nó nói tụi nó ngu lắm, nó nói rằng là cái là xe đồng hồ xe cô chạy đầy đường nó không hiểu gì cả, rồi có người nói nó ngu lắm, nó vô nó thấy cái bồn nhà cầu nó tưởng là cái rửa mặt cho nó úp mặt cho nó rửa vân vân, nó nói là ngu, thực sự nó ngu là ngu những chuyện về văn minh kia, còn cái quỷ kế cái xảo thuật cái đầu óc lưu manh gian trá đó không ai bằng Cộng sản Việt Nam, tôi nói lại cái sự lưu manh giả trá mà lừa gạt đó, không ai bằng Cộng sản Việt Nam, cái sự đầu óc gian manh của người Cộng sản đừng khinh thường nó, đừng có nói nó ngu, đừng có nói nó thấy bồn rửa mặt nó tưởng là chỗ uống nước vân vân, đừng có nói nó ngu trong cái chuyện văn minh nhưng mà nó rất quỷ quyệt trong đầu óc gian manh xảo trá, không ai bằng Việt Cộng, tôi rõ không ai bằng Việt Cộng.